Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK. Hôm nay mình sẽ review bộ sự kiện mới của sự kiện lễ hội mùa đông các bạn. Và sự kiện này đang diễn ra trên server test và tầm khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có trên server chính thức các bạn, đâu đó vào ngày 23 hay 24 là sẽ diễn ra nha. Server chính thức là tầm khoảng ngày 23 hay 24 rồi. Đầu tiên là lễ hội mùa đông các bạn. Đây, mình sẽ có tổng cộng 4 sự kiện. Một, đó là sự kiện gia đình bị bỏ rơi. Sự kiện này là sự kiện skin của sự kiện này các bạn. Đây. Các bạn muốn kiếm skin của Niru thì chúng ta sẽ đi rừng cây điên cuồng. Còn các bạn muốn skin của Chimera và của Diamond thì chúng ta sẽ đi đảo Rồng Băng. Rồi, đường cay điên cuồng với đảo Rồng Băng thì mình sẽ review sau ha. Bây giờ mình sẽ tới sự kiện tiếp theo. Đây là mình đánh boss gia đình bị bỏ rơi thì mình sẽ nhận được mảnh chìa khóa băng giá các bạn. Đây là kỹ năng của Niru, tiếng gọi tử thần. Các bạn có thể thấy ha, Niru gây một đòn tấn công sát thương cao khi địch có lượng máu thấp nhất, kẻ thù sẽ phải chịu 2% sát thương. Rồi đây thu thập linh hồn, kẹt lấy linh hồn, xua đuổi linh hồn. Còn đây là kỹ năng Diamond, kỹ năng Chimera, và cả bốn đều có bốn ba tướng đều có bốn kỹ năng hết nha bạn. Các bạn khi sự kiện chính thức thì các bạn có thể vào xem. Ví dụ như Diamond thì có kỹ năng này, lễ hội linh hồn gây sát thương lên tất cả, sử dụng khí mau, kỹ năng khiên máu, rồi lấy đi máu tối đa, khiên máu các bạn, đồng hành trong vô thức, rồi sử dụng búp bê để tấn công, xua đuổi linh hồn, đánh bại 2 trong 3 quái sẽ khiến con quái chú cuối cùng còn lại biến mất và giải phóng tất cả phần thưởng còn lại của nó. Rồi Chimera, cái ba kỹ năng, còn kỹ năng cuối vẫn là xua đuổi linh hồn các bạn, tiêu diệt 1 trong 3 thì con còn lại sẽ biến mất. Bão tuyết, hút hồn, khao khát nội tâm. Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh nha các bạn. Đây mình sẽ thử đánh bằng team Diamond, Aizok là con, lấy con Fira đi. Rồi rớt chìa khóa này các bạn, nhạc 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 nhạc. Mỗi con quái các bạn là nó sẽ có 20 thanh máu. 20 thanh máu này đồng nghĩa với việc là sẽ có 60 chìa khóa ha. Nói chung là tối đa là mọi người mỗi lần đánh quái thì sẽ nhận được 60 chìa khóa. Và nếu các bạn con nào chết trước thì nói chung là một khi hai con chết thì con còn lại nó sẽ biến mất luôn, và phần thưởng chìa khóa này nó sẽ biến mất các bạn. Các bạn lưu ý ha, các bạn đánh như thế này tối đa là mình sẽ được 60 chìa khóa tuyết. Rồi sau khi có chìa khóa tuyết thì mình sẽ đi phần thưởng sau. Ví dụ đây mình được 17 chìa nè, ok nhận luôn, mình đang trên server test thôi các bạn. Đó, này là mình sẽ. Rồi, giờ mình sẽ đến cái này, The Snow Throne. Này là hành trình kỳ quan các bạn, mặt trận đầy tuyết. Và phần thưởng của hành trình kỳ quan này chính là 10 cuộn thương và một rương. Trong rương này thì nó có Lucius, Sapphire, ba đầu phi, vu công và 10 cuộn hệ các bạn. Ok, có tướng không gian. Tuy nhiên cái này mình không có đây, mình một phần thiếu sót rồi.
Rồi. Về rương này thì mình cũng gợi ý cho các bạn cách chọn tướng luôn. Cách chọn các bạn thì nó sẽ tùy thuộc vào việc, nói chung là trước tiên thì mình sẽ ưu tiên tướng và đội hình mình đang thiếu copy. Ưu tiên tướng và đội hình mình đang thiếu copy nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ tiếp đến là mình sẽ chọn những tướng mà mạnh, ví dụ như Safia có thể đi với team Ivan hoặc là Phi, hoặc là nếu bạn nào đang nuôi Wukong thì có lấy Wukong, còn nào bạn nào muốn thử vận may thì có thể thử 10 cuộn hệ nha. Bạn nào muốn test nhân phẩm thì cứ lấy 10 cuộn hệ. Rồi còn rương vàng các bạn, rương vàng thì nó sẽ có tối đa là đây các bạn 60 60 1 2 3 90 để tính luôn, 1 2 3 4 5 6. Hành trình kỳ quan này các bạn có thể kiếm được 180 cái chìa khóa các bạn, và 10 xích đỏ, 20 xích vàng, 20 xích tím, 48 giờ kinh nghiệm, 16 giờ bụi và 200k vàng, 200.000k vàng các bạn, 2.000k vàng. Ok rồi, mình sẽ đến cái này đảo thiên đường ha. Ô này thì mình sẽ chọn chọn các bạn, ví dụ ở đây thì mình chọn cái gì thì mình sẽ phần thưởng này các bạn lưu ý nha. Cái vé này thì nó để 50 năm trên 50, nhưng mà khi mình nhận được chỉ có một vé thôi nha các bạn. Cái số lượng nó sẽ tương ứng với số lượng trên đây nè, ví dụ các bạn có thể kiếm được 5 rương tím 8 giờ, 20 rương vàng 8 giờ, không 8, đúng rồi đó, cái số lượng mà nằm phía trong các bạn đó là số lượng thực nhận, còn cái số lượng màu xanh xanh ở dưới là tổng số các bạn sẽ nhận được thôi. Ví dụ đây mình sẽ chọn vé tiên văn và mình chọn thử cho các bạn nè. Ok, bạn nào đang thiếu su mê cung để đổi boss thì vào này có thể kiếm được nè các bạn. Và mỗi lần mình chọn ô thì mình sẽ tốn là ba chìa khóa nha các bạn. Này là sự kiện nhân phẩm ha. Nói chung hên thì cao nhấp một cái là trúng, còn xui thì nhấp hoài cũng không trúng các bạn. Đó, mình rất là xui, nhấp hoài cũng không trúng rồi. Và các bạn lưu ý, đây danh sách các phần thưởng này các bạn. Đây là tầng đầu tiên. Tầng 10 trở đi thì sẽ có skin của Diamond và Chimera. Nói chung là nếu mà các bạn may mắn lắm thì mình mới có thể kiếm được skin bằng cách free, còn không thì phải nạp cạc để mua mua thêm chìa khóa các bạn. Còn chìa khóa nó cho free thì chỉ có giới hạn thôi, là gồm 180, với lại mình đánh boss kiếm 60 hàng ngày. Còn ngoài ra thì nhiệm vụ hàng ngày nó cũng cho các bạn, xíu nữa mình sẽ cho các sâu cho các bạn xem. Rồi cái tiếp là cái bước cuối cùng. Bước cuối cùng là mình đi cái này nè các bạn, rừng cây điên cuồng. Bạn rừng cây điên cuồng này bạn hoàn thành tới giai đoạn 30 thì nó sẽ cho mình skin của Niru nha các bạn. Skin của Niru nằm ở trong này. À, mình sẽ chơi Candy Crush. Ok, Candy Crush, mục tiêu của nó sẽ là 4 cái vàng. Candy Crush. Bùm, mấy cái vàng rồi. Chưa có cái vàng nào hết đâu mình lấy vàng. Yeah. Chơi chơi Candy Crush các bạn khá là vui. Rồi tiếp tục giống như Candy Crush thôi, xếp hình. Móc 30 là mình sẽ có skin Nero, chơi giống vậy nha các bạn. Rồi, mục tiêu. À, cái này nếu mà một số bạn mình có giới hạn số lượt di chuyển trên đây nha các bạn. Ví dụ như đây là 18 nè. Mục tiêu mình là phá hết đống băng này. Cho hai cái này nhập lại coi. Đó, phá hết rồi. Nếu mà anh nào mà không chơi được thì có thể nhờ nhờ bà xã chơi giùm các bạn. Trò này thì có thể nhờ thoải mái rồi. Còn 15 bước di chuyển ha. Nhập vào đây. Màu xanh của tôi đâu rồi? Rớt màu xanh xuống đi.
màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu xanh. Chỗ đây một cái rất kỳ vậy ta. Trò nào chứ trò này thì mình nghĩ là các bạn gái, bạn đồ các bạn sẽ rất là nhiệt tình trong cái việc support nè. Mình còn 5 bước di chuyển. Sao ta? Hy vọng nó rớt cái hồng xuống. Đây, qua rồi. Rồi mình được bao nhiêu điểm thì nó tương ứng bấy nhiêu sao nha các bạn. Và cái sao của mình sẽ nhận thưởng trong đây. Đó, cái hòm mình khi full sao sẽ nhận thưởng trong hòm các bạn. Để mình cho các bạn xem nó có tổng cộng bao nhiêu map nha. 19, 22, 29. Rồi, 30 map là full. Còn thành 30 map là sẽ có skin Nero. Skin này là skin chỉ cần cố gắng chơi là qua chứ không cần nhân phẩm các bạn. À, chơi qua hết mấy cái map này cũng đau đầu á. Ok, một nút đi khá hay của Lilith các bạn. Cho người chơi chơi trò này. Rồi, mình sẽ tiếp tục review cái khác nha. Này thì mình sẽ dừng ván này ở đây. Để cái này mình rủ vợ mình chơi. Ăn không hết cắt ô là fail luôn các bạn. Mình nghĩ là mức độ càng cao càng khó rồi. Oh, no no. Đây. Bùm. Oh, no 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 no. Lộn lộn lộn. Đây. Nổ nè. Khá thú vị các bạn. Nhưng thôi để mình chơi sau. Rồi. Thoát thoát. Thoát. Đó, mình nhắn qua đây mà thoát. Tổng cộng là như vậy các bạn. Cái poster số 1 đầu tiên là giới thiệu skin của ba vị tướng mới Diamond. Skin mới của ba vị tướng Diamond, Chimera và Nero. Cái thứ hai là cái các bạn đánh để nhận chìa khóa. Các bạn lưu ý là khi nếu mà mình giết chết hai con thì con còn lại biến mất nha. Bởi vậy hãy tìm cách mà giết cùng lúc nói chung hai con cuối cùng để mình nhận tối đa được 60 chìa. Rồi, không biết là cái nhân phẩm này không biết các bạn nào thích không. Chứ nhân phẩm này nếu bạn nào xui thì nhiều khi mở full cái này mới ra các bạn. Và như mình có nói là nhiệm vụ hàng ngày nó sẽ cho chìa nha. Đây. Chết luôn. 3 chìa. À mình thử bấm vô xem các bạn. 3 chìa. Cái này 3 chìa. Cái này 3 chìa nữa. 3 chìa. Rồi. Nhiệm vụ hàng ngày thì mình sẽ nhận full 1, 2, 3, 4, 5. 5 rương nhân 3 là 15 chìa các bạn. Tối đa là 15 chìa. Và sự kiện này nó sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày. Có này các bạn. Đó các bạn. Đánh boss, nói chung là đánh boss thì mình cũng được trong vòng 12 ngày. Nhận chìa mình cũng được trong vòng 10, từ sự kiện hàng ngày mình cũng được 12 ngày các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tính tổng số lượng nếu mà các bạn chơi free mà đánh boss tối đa được 60 kiếm có thể kiếm được nha. Rồi 60 mình sẽ nhân cho 12 ngày là mình được 720 chìa các bạn. Rồi, một ngày là mình sẽ nhận được 15 chìa, mình nhận cho 12 ngày là 180 free, 720. Cộng cho 720 các bạn là được 900 chìa, cộng với
Lúc nãy là trong cái kia là mình được 180 nữa các bạn. Rồi tối đa là được 1080. Tối đa là mình kiếm được 1080 chìa nha. Rồi tổng cộng ở đây là mình sẽ được bao nhiêu ô? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 x 6. Rồi 36 ô các bạn. Mình chia cho 36 ô. 1080 chúng ta sẽ chia cho 36 ô. Nếu mà nhân phẩm các bạn thấp. Nhân phẩm thấp các bạn thì ít nhất là cũng leo lên được tới tầng 10. Đâu đó nếu may mắn thì có thể kiếm được skin Diamond hoặc là skin Chimera các bạn. Nói chung là người chơi free cũng có thể kiếm được một skin nếu các bạn nhân phẩm bộc phát. Ồ, mình vừa nhấp vào và theo tiếp rồi các bạn. Còn hiện tại nếu mà móc sau móc 10 nó sẽ cho mình lấy skin Diamond trước hay skin Chimera trước thì mình chưa leo lên tới nên mình chưa nắm được các bạn. Hy vọng là nó sẽ cho skin của mình nghĩ là nó sẽ cho skin của Chimera trước trước skin của Diamond. Tại vì cơ bản Diamond là tướng nó đang hot hơn. Nhưng mà skin Chimera lại đẹp hơn nên cũng khó nói lắm các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Và theo các bạn thì sự kiện nhân phẩm này các bạn ra leo được tầng mấy với việc mình chơi free? Các bạn đừng ngần ngại hãy comment dưới video để bày tỏ cảm xúc của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Xin chào tạm biệt.